bảo vệ bình luật pháp, hiến chương của một đất nước. Còn lá cờ đỏ hay bất cứ một chế độ nào mà khác cái tên Việt Cộng và Cộng sản, nó là Putin, nó là Hitler, nó là vương triều, điều đó độc ác, độc tài, độc đoán, đầu độc. Hello, chào các bạn. Hôm nay thì mình đi dự một cái buổi họp báo trong của cộng đồng. Trường hợp bà Michelle Steele, chúng ta thấy hình như là sau khi bầu cử xong bà disappear, bà không còn xuất hiện nữa. Chỉ khi nào mà vấn đề bầu cử đó gần 2 năm thì bà trở lại lợi dụng cái lá cờ chúng ta để mà nghĩa là mình thức gọi là tức là làm cái công cụ quyền lợi bà để mà phục vụ của quyền lợi của bà. Thì đó là những người đó chúng ta phải gạt bỏ ra, và chúng ta phải thận trọng sử dụng cái lá phiếu mình để loại bỏ, như tiến sĩ Quân nói là loại bỏ những thành phần là lợi dụng cộng đồng chúng ta để mà phục vụ quyền lợi riêng cho họ. Được tổ chức tại trụ sở Báo Người Việt, văn phòng họp báo của trụ sở Báo Người Việt. Hôm nay thì Báo Người Việt và cùng với các vị diễn giả có mặt trong cái buổi họp báo này nhằm để phản đối cái việc bà Michelle Steele. Đó là điều không chấp nhận được. Cái đó là một sự sỉ nhục chúng ta không thể chấp nhận được. Đó là một điều vô cùng phải nói là hàm hồ, sức láo. Steele, ông chồng bà Steele cũng là một nhân vật khá là nổi trong cái chính trường. Thì xuyên suốt của buổi hội thảo thì mình ghi nhận được một điều là đây là cái sự phản đối đi lại cái quyền lợi của cộng đồng chúng ta hay không, của những quý vị theo mình hiểu, theo không chắc, nhưng đa phần là những quý vị theo đi ủng hộ đảng Dân Chủ. Tôi thì không có phải đảng Dân Chủ, của không phải đảng Cộng Hòa. Tôi đến với một tư cách là tường thuật lại cho bạn xem. Bây giờ chúng tôi xin mời phần phát biểu của một nhà giáo, đó là giáo sư Phạm Thị Huê. Vâng, chị là một rất là lâu năm, 30 năm kinh nghiệm ở trong ngành giáo dục, đã từng là khoa trưởng, tức là nơi có rất nhiều sinh viên người Việt chúng ta theo học, giáo sư Phạm Thị Huê. Xin cảm ơn cô Bích Trần. Xin. Alo, vâng, xin kính chào toàn thể quý vị trong buổi trường hôm nay và những quý vị đang coi chúng tôi online. Cảm ơn cô Bị Trân. Vì vậy, trong cuộc bầu cử này, nếu quý vị thấy rằng việc bầu cho bà Michelle Steele là hợp với quý vị, thì quý vị cứ tiếp tục. Tôi không có ý thuyết phục các bạn đâu, mà chỉ tin tưởng vào sự lựa chọn của quý vị dựa trên những điều sau đây: là trí thông minh để nhận xét và thu thập tài liệu chính xác. Thì trong suốt cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, cái buổi họp báo ngày hôm nay, đó là cái sự phản đối bà Michelle Steele đã lạm dụng cái cờ vàng. Họ đưa ra một cái tiêu đề là bà Michelle Steele đã lạm dụng cờ vàng và viết cái chữ đả đảo cộng sản hôm đó. Thì họ đặt một cái câu hỏi lớn mà chúng tôi nghĩ là cũng khá là thú vị, ở chỗ là như vậy thì bà dùng cái cờ vàng, bà Michelle Steele vẽ cờ vàng lên và để cái chữ đả đảo cộng sản, thì đối thủ của bà hiện tại là ông Derek. Thì Derek thì có nghĩa là những cái người ủng hộ ông Derek ngày hôm nay, họ cho rằng đó là bà đã nói ông Derek là cộng sản. Vậy thì họ phản đối và họ cho cái việc bà dùng cái cờ vàng và viết cái chữ đả đảo cộng sản trên đó và đặt lên cái bảng quảng cáo nhan nhãn khắp nơi trên phố phường Bonsa là một cái việc mà lạm dụng cờ vàng. Quý vị đưa cái này, cái đòi hỏi mà gọi là bà Michelle Steele bỏ những cái bảng có cờ Việt Nam xuống đó, thì bà ta sẽ có Zalo trả lời ngay lập tức. Đừng có lo cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà báo chí, quý vị trong truyền thông mà nói lên được cái tiếng nói của chúng ta hôm nay, đây là tiếng nói của chúng ta hôm nay đó, thì tôi nghĩ là sẽ có, mình sẽ thấy cái phản ứng. Mà nếu mà bà ta không có phản ứng đó, thì có ngay phản ứng vào ngày 5 tháng 11, đúng không? Mình thấy là tất cả các vị diễn giả ngày hôm nay trong cái cuộc họp báo nói bà Michelle Steele đã lạm dụng cờ vàng, mình ghi nhận được điều là tất cả họ đều là rất là những người rất là tôn trọng cờ vàng. Tuy nhiên theo cái cách của họ, mình cũng là người tôn trọng cờ vàng,
Và họ đều là những người có cái xu hướng là đang ủng hộ cho ông Derek Trần, tức là một đối thủ của bà Michelle Steele. Thì đây là tất cả những cái thông tin rất là chính xác. Đây là một cái cuộc hội thảo họp báo của những người không ủng hộ bà Michelle Steele, chỉ là đơn giản vậy thôi. Nhưng không có gì ở Mỹ ở đây cả. Đây là một cái sự tự do ở nước Mỹ, cho phép bạn có thể chọn bất kỳ một đảng phái nào. Bạn có thể chọn đảng này và đảng kia. Và mình cũng không có thấy gì tất cả những cái lời lẽ nặng nề ở đây. Điều rất là ôn hòa và điều chung một mục tiêu rằng là không chấp nhận bà Michelle Steele. Còn cái chuyện lá cờ vàng thì tôi nghĩ đó chỉ là chuyện phụ thôi.